Bà ngoại Hồng Loan, nữ đại gia giàu nức tiếng miền Tây, tặng cháu gái 2 tỷ tiêu vặt. Nhất Hồng Loan mới nhận lại bà ngoại đã được ngoại thương tặng ngay 2 tỷ đồng cho cháu gái mua sắm. Chị Ni, bạn thân Hồng Loan bất ngờ công bố thông tin khiến nhiều người bất ngờ, đó là nhà ngoại Hồng Loan thuộc một trong những gia đình giàu nhất Bến Tre. Được biết, ông ngoại của Hồng Loan lúc sinh thời làm địa chủ, sở hữu ruộng đất thuộc hàng có tiếng tăm ở miền Tây. Đất nhà ông cò bay thẳng cánh, lúc cao điểm có ngàn tá điền làm thuê cho nhà ông. Sau đó khi giải phóng đất nước, ông đã hiến một phần cho chính quyền cách mạng để cùng đóng góp xây dựng đất nước. Hiện tại, nhà ngoại Hồng Loan không còn giàu như lúc đỉnh điểm thời ông ngoại còn sống, nhưng vẫn là một gia đình gia giáo, sống có đạo đức và giàu có bậc nhất ở Bến Tre. Gia tộc phía ngoại Hồng Loan từng được liệt vào một trong tứ đại gia tộc lừng danh ở miền Tây, sánh ngang với gia tộc của công tử Bạc Liêu. Bà ngoại Hồng Loan rất vui mừng lần đầu được gặp lại cháu gái, tay bắt mặt mừng vuốt ve. Theo như lời kể chị Ni, bà ngoại nói Hồng Loan rất giống Vũ Linh từ hồi còn nhỏ. Và nó chính là con ruột Vũ Linh chứ ai, đừng ai gán ghép, nó là con nuôi mà tội. Chắc thằng Vũ Linh nó có khúc mắc gì đó nên mới nói vậy cho vui, vì cũng là nghệ sĩ. Ngay cô Sáu Hồng Nhung, chú Bảy Tiểu Linh là người hiểu rất rõ Hồng Loan là con nuôi, nhưng đến khi Vũ Linh qua đời lại đổi trắng thay đen gán ghét con nuôi, hòng cướp gia tài. Tôi rất buồn nên bây giờ phải đứng ra bảo vệ cháu gái của mình. Cô gái này tên Võ Thị Hồng Loan, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên ba đã giấu tin tức để con gái có cuộc sống bình yên như bao người. Thông tin về mẹ ruột của Hồng Loan cũng được hé lộ. Loan từ khi lọt lòng đã mất mẹ, mẹ Loan và Vũ Linh không có mối quan hệ gì với nhau. Khi bà nội đưa Loan về nhà, Vũ Linh đã ẵm Loan đi làm giấy khai sinh, điền tên mình vào ô cha để trống ô mẹ. Vì vậy, Hồng Loan là con gái ruột của Vũ Linh. Hồng Loan hiện đang sống và làm việc tại quận 7. Cô đã lập gia đình và có một cậu con trai bụ bẩm Khấu Khỉnh. Trong quá khứ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có tình trường với khá nhiều thăng trầm. Đến nay, danh tính mẹ của con gái ông là một ẩn số. Theo pháp lý, Hồng Loan là con ruột hợp pháp của ông. Dù đã được tiết lộ, nhưng danh tính mẹ ruột của cô vẫn có nhiều đồn đoán và chưa có lời giải đáp. Quá ghen tức, Hồng Phượng chửi Hồng Loan là thứ đầu đường xó chợ. Thưa quý vị, gia đình bà Sáu Bảo, ba đời sống phận tầm gửi, đời Sáu Bảo, Phượng Ve và đời đứa cháu gái 5 tuổi, bắt đầu từ bản tính tham lam, siêng ăn, nhác làm, vô dụng, hèn nhát của những người đàn ông đến bên đời của họ. Mới đây trong livestream mới nhất của soạn giả Văn Tiên, vốn được cư dân mạng gọi là tiên ngáo nói về việc Hồng Loan chuẩn bị được đóng phim truyền hình, nhiều người đã phát hiện Hồng Phượng và công kích nói xấu Hồng Loan. Khi được nhiều người khen Hồng Loan, Hồng Phượng tức giận nói, ngon lành gì cái đoạn đó, cái thứ con hoang đầu đường xó chợ vô ở nhà cậu tao. Lúc nhỏ bị tao chửi như chó còn không biết nhục, bây giờ bày đặt muốn vào showbiz, nhìn cái mặt nó ngu như chó làm ăn được gì đâu, đứa nào ngu kêu nó đóng phim thì lỗ dáng chịu. Dòng bình luận Hồng Phượng nhanh chóng bị nhiều người chụp lại, cho rằng Hồng Phượng ghen ăn tức ở, đang thèm muốn những gì Hồng Loan có mà không được, nên buông lời thoá mạ, hạ bệ Hồng Loan. Nhưng điều đó đâu có dễ, vì bây giờ bản chất mẹ con Hồng Phượng ai cũng biết rồi, có nói gì cũng vô ích mà thôi. Sự tham lam của mẹ con Phượng quá rõ ràng, ganh ghét, càng làm cho Hồng Phượng thất bại mà thôi. Có người cho rằng câu nói của Hồng Phượng đã lộ chuyện Phượng ngay từ nhỏ đã ăn hiếp Hồng Loan, lợi dụng chuyện cha của Hồng Loan là cố nghệ sĩ Vũ Linh thường xuyên đi diễn xa, gửi con ở nhà cho cô Sáu, mà Phượng ăn hiếp Hồng Loan ngay từ lúc còn nhỏ. Thương cho số phận Hồng Loan đã không có mẹ, bị cô và chú ăn hiếp không nói, đằng này còn bị đứa em họ ức hiếp trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều người còn bình luận, sự ghen tức chứng tỏ Phượng rồi đã nhận mình thua kém so với Hồng Loan, thất bại vì chính bản chất gian xảo của mình. Mong Hồng Loan sẽ thành công trong bộ phim này để đáp trả những gì Phượng ve, chù ẻo. Trước đó, Vũ Loan tiết lộ từng ngỏ ý dẫn dắt Hồng Loan theo nghề hát, nhưng cô từ chối vì chỉ muốn bán hàng online mưu sinh, bình yên qua ngày. Cô lấy hết can đảm thể hiện một ca khúc của cha để biểu diễn trước đám đông cùng anh nuôi vì muốn tạo kỷ niệm đẹp trong buổi tưởng niệm. Theo Vũ Loan, lúc nào gia đình cũng nhớ những ca khúc và vai diễn nổi tiếng của cha. Khi Hồng Loan cất tiếng hát, nhiều khán giả vỡ òa, cô được khen ngợi chất giọng ngọt ngào. Ban đầu con gái Vũ Linh khá rụt rè căng thẳng, khi được cổ vũ mới thả lỏng, hát thoải mái hơn. Vũ Luân hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, dìu dắt em nuôi. Mặt khác, nhạc sĩ Giao Tiên viết bài này cho giọng nam, nên phần hát của Hồng Loan không nhiều. Trước đó, Vũ Luân từng mời Hồng Loan đi thu âm, quay MV kỷ niệm. Phương Lê bị nghi cả khịa Hồng Loan, bạn thân con gái Vũ Linh liền dằn mặt quyết bảo vệ Nguyên Vũ. Những ngày qua, dân mạng xôn xao khi hoa hậu Phương Lê đăng đàn trách Nguyên Vũ làm phim về cuộc đời Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mà không bàn bạc hay hỏi ý kiến của mình. Nguyên nhân là trước đó Phương Lê đã tuyên bố bỏ ra hơn 30 tỷ để làm phim điện ảnh cho Hồng Loan. Mới đây nhất cô đã ẩn ý chuyện nghỉ chơi với Hồng Loan. Tôi luôn muốn và cầu mong cho Loan được như vậy. Tôi mong muốn Loan làm ăn được và cầu mong luôn được đông khách, mọi người ủng hộ Loan. Mọi người mua của ai cũng vậy, cũng ăn cũng xài, mua sắm thì mua ai cũng vậy, mua của nó đi. Thương là mình phải thể hiện, mình thích và thương mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Bây giờ mình ở xa, không giúp được người ta thì mình mua hàng dùm, đó cũng là một cách giúp và thương Loan. Tôi cũng vậy, cái gì Loan bán tôi thấy tốt tôi sẽ mua, vì tôi cũng cần mua đồ. Bây giờ tôi qua mua dùm Loan thôi.
Ngay sau đó, bạn thân của Hồng Loan là Diệu Ni cũng livestream trách ngược Phương Lê quá đáng khi chuyện không có gì nặng nề lại xé ra to. Đặt trường hợp chị sai là người ta tôn trọng mối quan hệ, người ta không muốn ồn ào. Tôi nói thật với mọi người, hôm nay tôi thấy Phương Lê rất quá đáng. Phương Lê có biết là mình không điều khiển được cảm xúc của mình không? Mục đích công kích là Phương Lê biết ở đâu hay không? Phương Lê không giữ được bình tĩnh kêu anh Vũ là thằng này thằng kia, có thấy mình quá đáng lắm không? Tôi nhận sai, không có nghĩa là tôi quên. Tôi không thể nào đăng tin nhắn lên được, tôi nhịn, tôi giữ bình tĩnh. Tôi nói quên để cho Phương Lê và anh Vũ hòa với nhau, nhưng thật sự tôi không có quên. 7 giờ tôi nhắn cho Phương Lê, vẫn ok với tôi. Không hiểu sao Phương Lê bị tác động từ đâu, rồi chiều tối livestream chửi anh Vũ. Tôi nhận sai xong tôi nói tôi quên, không phải tôi cao thượng gì. Tôi muốn cho Phương và anh Vũ không có chuyện gì xảy ra hết. Ông Luân cũng bị tôi nói, tại sao gần Phương mà không khuyên Phương để không bị bên kia nó cười. Phương Lê rất quá đáng, không phải tôi bênh anh Vũ, thậm chí tới bây giờ, Phương khịa tới Loan luôn và tôi rất giận anh Luân. Hôm nay tôi nói với anh Luân luôn, không phải tôi nói gì để ganh tị, tôi thương yêu Loan, đấu tranh cho tới ngày hôm nay, giành lại phải về cho Loan. Không phải một chút giận hờn vu vơ rồi giành phần thắng về mình, giành phần hơn về mình. Nếu tôi muốn giành phần hơn về mình, tôi đã lên mạng kêu ca từ mấy năm nay rồi chứ không phải tới hôm nay mới lên tiếng. Anh Vũ là con người, tôi cũng là con người. Đặt trường hợp tôi là anh ấy, tôi cũng bức xúc chứ. Đụng tới anh ấy không sao, bây giờ đụng tới mẹ ảnh. Phương có biết người ta gửi qua cho tôi rất nhiều hay không? Trong khi Phương là bạn tôi không thể nào đem tin nhắn lên phốt bà được. Tôi cũng không biết tại sao bây giờ Phương lại như vậy, không biết có bị ai nhập hay không. Một Phương Lê, bạn tôi đâu? Hai đứa vẫn tâm sự với nhau đâu? Tôi không hiểu ai nhập Phương, sáng vẫn tâm sự nói chuyện, chiều tối tự nhiên nói anh Vũ. Hiện câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên cư dân mạng đứng về phía Hồng Loan vì cho rằng cô vô tội và khuyên Hoa hậu Phương Lê nên bình tĩnh, không nên nóng giận nhất thời mà mất đi tình chị em gắn kết bấy lâu nay. Hoa hậu Phương Lê bức xúc vì Nguyên Vũ âm thầm làm phim cho con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ẩn ý về việc nghỉ chơi. Kể từ sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, cuộc sống của con gái ông là Hồng Loan luôn nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh ồn ào về việc tranh chấp tài sản, những thông tin về cuộc sống công việc của cô cũng là điều gây chú ý. Giữa những ồn ào của Hồng Loan, Hoa hậu Phương Lê từng lên tiếng thể hiện sự bênh vực và đứng về phía Hồng Loan. Thậm chí cô còn từng tuyên bố tỏ ra hơn 30 tỷ để làm phim điện ảnh về cuộc đời Hồng Loan. Tuy nhiên cũng chính vì điều này mà mới đây dân mạng lại xôn xao về mối quan hệ giữa Phương Lê Hồng Loan và ca sĩ Nguyên Vũ. Hoa hậu Phương Lê đã đăng đàn trách móc Nguyên Vũ âm thầm làm MV ca nhạc cho Hồng Loan mà không bàn bạc với mình. Đáng nói kịch bản của Nguyên Vũ lại có sự tương đồng với kịch bản của Hoa hậu Phương Lê. Trên sóng livestream, nàng hậu bức xúc, Phương Lê vô cùng hối hận khi tiếp xúc với Nguyên Vũ. Còn ai fan của Nguyên Vũ đi ra ngoài block Phương Lê luôn. Các bạn có quyền idol, có quyền thần tượng người các bạn thích, nhưng các bạn đừng bắt tôi phải tôn trọng người không xứng đáng. Tại sao tôi phải chịu im lặng, chịu đựng, gọi điện thoại nói chuyện riêng? Các bạn thấy các bạn vô lý không? Trong khi đó, làm không hề nói với tôi một câu, mắc gì tôi nói chuyện riêng, tôi cần phải nói cho cộng đồng của tôi, fan của tôi, bạn bè của tôi, đối tác của tôi biết, lý do tôi không làm phim nữa, bây giờ tôi chạy tới hàng triệu người, hay hẹn tất cả mọi người đến để nói chuyện riêng à? Tôi đều đăng và khoe thông tin lên mạng xã hội với niềm tự hào, vậy nên đừng có idol cái kiểu đó, Phương Lê này không quan tâm. Đáp lại Phương Lê, Nguyên Vũ đăng tải dòng trạng thái dài với thái độ từ tốn. Anh cho biết bản thân mình là anh lớn nên muốn mọi việc tốt cho các em của mình và nhường nhịn một chút không sao. Anh khẳng định, làm phim ca nhạc cũng là muốn Hồng Loan bán hàng tốt hơn và có nhiều người ủng hộ hơn. Mới đây câu chuyện chưa có dấu hiệu dừng lại khi Phương Lê ẩn ý chuyện nghỉ chơi với Hồng Loan. Trên trang cá nhân, cô bóng gió, tôi luôn muốn và cầu mong Loan được như vậy. Tôi mong muốn Loan làm ăn được và cầu mong luôn được đông khách, mọi người ủng hộ Loan. Mọi người mua của ai cũng vậy, cũng ăn cũng xài, mua sắm thì mua ai cũng vậy, mua của nó đi. Thương là mình phải thể hiện, mình thích và thương mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Bây giờ mình ở xa, không giúp được người ta thì mình mua hàng dùng. Đó cũng là cách giúp và thương Loan. Tôi cũng vậy, cái gì Loan bán thấy tốt, tôi sẽ mua. Vì tôi cũng cần mua đồ, bây giờ tôi qua mua dùng Loan vậy thôi. Trước những chia sẻ của Phương Lê, bạn thân của Hồng Loan là Diệu Ni cũng livestream trách ngược Phương Lê quá đáng khi chuyện không có gì nặng nề lại xé ra to. Bạn thân Hồng Loan nói, đặt trường hợp chị sai là người ta tôn trọng mối quan hệ, người ta không muốn ồn ào. Tôi nói thật với mọi người, hôm nay tôi thấy Phương Lê rất quá đáng. Phương Lê có biết là mình không điều khiển được cảm xúc của mình không? Một nick công kích là Phương Lê, biết ở đâu hay không? Phương Lê không giữ được bình tĩnh kêu anh Vũ là thằng này thằng kia, có thấy mình quá đáng không? Tôi nhận sai không có nghĩa là tôi quên, tôi không thể nào đăng tin nhắn lên được. Tôi nhịn, tôi giữ bình tĩnh. Tôi nói quên để Phương Lê và anh Vũ hòa với nhau, nhưng thật sự tôi không có quên. 7 giờ tôi nhắn cho Phương Lê vẫn ok với tôi. Tôi không hiểu sao Phương Lê bị tác động từ đâu rồi chiều tối livestream chửi anh Vũ. Tôi nhận sai xong tôi nói tôi quên, không phải tôi cao thượng gì mà tôi muốn Phương Lê và anh Vũ không có chuyện gì xảy ra hết. Khán giả bênh vực Hồng Loan, khuyên Phương Lê nên bình tĩnh, câu chuyện thì vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên cư dân mạng đứng về phía Hồng Loan vì cho rằng cô vô tội và khuyên hậu Phương Lê nên giữ bình tĩnh.